Chào cả nhà trở lại. Khải Toàn đã dành tâm tư biên soạn bộ lịch này, mượn bộ lịch ngày lành tháng tốt để khuyến thiện chư vị tu sửa tâm tánh thông qua văn tự ở mặt sau, gieo chút thiện duyên đến chư vị xem bài. 12 trang bộ lịch mặt sau nêu các đề mục về thiền và Phật học. Người sơ học dũng theo, trong 3 năm tự mình thành tựu. Thế nào là thành tựu? Chỉ thấy điều thiện của người, không thấy điều ác của người. Đó chính là nấc thang đầu tiên. Mời chư vị xem mặt sau bộ lịch, hoặc có thể xem hình hoặc xem trên website. Khổ, nghiệp, tu sửa và phước. Khổ, diệt khổ, giảm nghiệp thêm phước, gia đạo an hòa, công danh tư đẹp. Đó hẳn là điều ai cũng mong muốn. Khải Toàn dành tâm tư vào 12 trang mặt sau của bộ lịch này, dành cho những vị mong muốn tìm phương pháp tu sửa tâm tánh, đoạn ác tu thiện, tích công bồi đức. Chư vị là những người sơ học, chỉ cần chí tâm, siêng năng dụng công, có niềm tin vào mình, có niềm tin vào người. Sau 3 năm, cá sẽ hóa rồng. Khi đủ công phu, cầu tiền tài không khó. Hãy cầu trí tuệ, cầu tâm thanh tịnh. Đó chính là phước báo, là cảnh giới cao nhất của người sơ học. Mời chư vị xem trang 3, đề mục khổ, nghiệp, tu sửa và phước. Khổ thân hay khổ tâm? Khổ đến từ đâu và phương pháp diệt khổ như thế nào? Để biết mình đang khổ, khổ vì điều gì, chư vị cần ngồi xuống tĩnh tọa thiền định. Khổ do nghiệp. Mọi người hay nói về nghiệp nhưng lại chưa thấu đạt về nghiệp. Nghiệp là thói quen, hành động, kết quả. Sự là việc làm, nghiệp là kết quả. Những việc lặp đi lặp lại được gọi là nghiệp. Thay đổi nghiệp bất thiện không gì bằng sự tu tập. Tu là sửa, sửa ba nghiệp, thân, miệng, ý. Chuyển ác thành thiện, nghiệp hết phước sẽ đến. Thân này là thân tứ đại, đất nước gió lửa. Lạnh quá thì cảm, nóng quá thì sốt. Bốn cái tổ hợp này nó luôn dung hòa để mình khỏe mạnh. Trong đất nước gió lửa này, bốn cái này ai làm chủ? Không có cái vật, không có cái chất nào làm chủ. Về cái cảm nhận của mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thấy, thọ là cảm nhận, tưởng, tư tưởng, tư duy. Hành là liên tục suy nghĩ, miên man, giống như từng bước đi. Thức là nhận biết. Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức là những cái cảm nhận về tâm của mình. Năm cái này không có cái nào làm chủ. Đã không có cái nào làm chủ thì cái tôi ở đâu mà ra? Vạn vật trong cuộc sống, cả nhà không tìm được một cái vật gì nó đứng được độc lập. Nó luôn nương vào cái khác. Ngay cả quả địa cầu của mình, nó cũng nương vào những hành tinh khác để nó xoay. Nên mình nói tôi phải là như vậy, tôi phải là như thế kia, là mình đang ảo tưởng. Nên nó gọi là vô ngã. Thế thì mình hiểu được cái chân lý đó, mình không chấp vào cái tôi nữa. Tôi khổ là mình chấp mình đang khổ. Mình bỏ đi cái tôi thì cái khổ không có cái chỗ nào bám vô. Giảm được cái tôi, bước đầu tiên trên đường mà tu sửa tâm tánh, cả nhà phải đạt được là không thấy lỗi của người, không thấy lỗi của ai hết. Là lúc đó là một phần mình hạ được cái tôi của mình. Mà mình hạ được cái tôi thì mình an vui tự tại. Trang 4 mặt sau: ước mơ, học đời, học đạo và thành tựu. Ai lại không có ước mơ? Vì ước mơ không bị đánh thuế. Khi chư vị có ước mơ, hãy âm thầm thực hiện. Thực hiện từng bước nhỏ, vì những điều lớn lao bắt đầu từ những việc làm nhỏ. Để thực hiện ước mơ, cần ý chí kiên trì và bền vững. Tuy nhiên, ước mơ chỉ là ước mơ nếu không thực hiện. Và đặc biệt, cần phương tiện, cần tri thức, cần người dẫn lối. Học là cách có kiến thức. Học chữ, học sách, học ở trường cho ta kiến thức. Kiến thức tốt có thể cho ta công việc tốt, thêm cơ hội về thu nhập.
Tuy nhiên, đường đời sẽ phát sinh vô vàn chướng ngại. Đó cũng là cách giúp ta tôi luyện, vì không có sự thành công nào dễ dàng. Có ước mơ, ý chí, học kiến thức vẫn chưa đủ. Ngay cả khi chưa bị đạt được danh lợi địa vị, có được tình cảm, có được gia đình, những thứ ấy không may bỗng chốc tan thành mây khói. Chư vị sẽ dễ dàng sụp đổ nếu tâm chưa khai ngộ. Học đạo, học làm người, học buông xả, thông qua sách thánh hiền, thông qua nghe giảng kinh, thông qua gặp thiện tri thức. Khi đạt được ước mơ đó, đó chính là thành tựu viên mãn. Khổ, số mệnh, nghiệp, ai lại gia thức. Có thân, có bệnh là khổ, có tâm phân biệt là khổ. Cái khổ của mỗi người không giống nhau. Phước duyên một người được thấy trong sinh thần bát tự, hay còn gọi là số mệnh. Mệnh đời này là do nghiệp đời trước. Sanh ra quả sướng hay khổ, vui hay khổ lại tiếp tục tạo ra nghiệp. Tất thảy những tạo tác, những việc làm đời này, những án kiện này lưu vào cái kho chứa. Tiếng Phạn gọi là A Lại Gia Thức. A Lại Gia Thức chứa tất thảy những việc làm trong vô lượng kiếp. Những hạt giống nào mạnh gặp duyên sẽ chín mùi. A Lại Gia Thức là cái kho, hay còn gọi là tàng thức. Nó là cái kho vô hình. Ví như một chiếc ổ cứng trong máy tính, khi ta ngủ hoặc mất đi, những án kiện vẫn còn lưu lại. Để hết khổ được vui, không gì bằng tu tâm dưỡng tánh, đoạn nghiệp ác, tu nghiệp thiện. Dần dần những việc làm thiện sẽ lấp đầy nghiệp ác trong A Lại Gia Thức. Tám thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Năm căn hay năm giác quan này của ta vốn không phân biệt. Giả dụ lần đầu một đứa trẻ thấy con rồng, hay đứa trẻ thấy một thỏi vàng, chúng hoàn toàn không biết là gì. Cái thấy của mắt hay cái nghe của tai vốn không có sự phân biệt. Phân biệt là do thức. Mỗi cơ quan có một thức riêng. Ví dụ, nhãn thức là phân biệt của mắt. Tuy nhiên, năm căn, năm thức cần kết hợp với thức thứ sáu là ý thức để nhận định một sự việc. Ý thức lại phụ thuộc vào mạt na thức, tức thức thứ bảy. Giả dụ trong tiềm thức của ta có chủng tử về con rồng, sáu thức kia hoàn toàn không có khen chê, sự khen chê xấu đẹp bởi thức thứ bảy. Thức thứ bảy là thức chấp ngã. Chấp ngã khi mê là duy thức khi tỉnh. Những cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, chạm từ năm căn kèm theo suy luận, suy xét của thức sáu, thức bảy, tất thảy những hành động này lưu vào cái kho chứa là tạng thức hay A Lại Gia Thức. Khi ta ngủ, sáu thức trước ở trạng thái tắt. Nếu ai lay động hay có mùi vị nào đó, ta có thể nhận biết, vì trong tiềm thức ta đã có những hành động ấy. Khi ta bị tiêm thuốc mê, ta bất tỉnh, bảy thức kia hoàn toàn tắt, còn lại A Lại Gia Thức giữ lại mạng sống cho chúng ta. Nếu khoa học có mổ xẻ não của con người cũng không thể tìm được nơi lưu trí nhớ của con người. Cơ thể vật chất này mỗi 14 năm mọi tế bào dịch tễ biến dị thay đổi. Thay đổi hoàn toàn, không còn cái gì là của ta trước kia. Tuy nhiên, khi ta nhớ một nơi nào đó, một hình ảnh nào đó cách đây mấy mươi năm, hình ảnh ấy xuất hiện tức thời, không sai lệch về người và không gian. Vậy những án kiện đó lưu ở đâu? Trong khi những tế bào của ta không ngừng thay đổi, trong khi ta nghĩ rằng ta vẫn là con người trước kia. Nếu chưa bị có đọc kinh sẽ nhận biết pháp môn không hai, hay gọi là pháp môn bất nhị. Ta hồi xưa với ta bây giờ, nói hai cũng được, nói một cũng đúng. Nhưng mọi tế bào đã hoàn toàn thay đổi, tâm tư cũng thay đổi. Để hiểu hơn về tám thức hay A Lại Gia Thức, mời chư vị tìm hiểu Duy Thức Tông hoặc Duy Thức Luận. Tóm lại, bảy thức đầu của chúng ta luôn dẫn ta vào mê lầm. Thiền định là một phương tiện giúp tâm thanh tịnh, điều phục sự chấp ngã của mạt na thức.
nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, sinh ra họa phước, ta nên tu sửa. Họa phước đời này là do nghiệp đời trước. Muốn đời này và đời sau được an ổn, tu sửa ba nghiệp, nghe giảng kinh thập thiện để thấu đạt nghiệp quả. Người ngày nay dễ phạm khẩu nghiệp, nên người xưa bảo bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra. Hàm ý nói con người dễ phạm khẩu nghiệp. Điều đầu tiên nên giữ là khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người, là nấc thang đầu tiên để giảm nghiệp được phước. Vì còn thấy lỗi người thì còn tạo khẩu nghiệp, tạo bao oán gia trái chủ. Giả dụ một người đăng bài viết "Tôi không thích ai khoe tiền", người ấy ám chỉ một người nào đó, nhưng có bao nhiêu người khác làm việc tương tự, thế là vô tình tạo oán. Có oán sẽ có ngày báo, đó chính là hành động vô tình tạo oán gia trái chủ. Thậm chí đi ngang một nơi có vong linh, nói lời không tốt, nơi đấy cũng có thể tạo oán. Học kinh thập thiện, tu 10 nghiệp lành thông qua thân miệng ý là bước đầu giảm nghiệp. Tu sửa, đọc, nghe, gặp và thiền. Mọi ngành nghề đều có phương pháp, tu học cũng không ngoại lệ. Cần phương pháp phương tiện, cần thầy giỏi, cần thiện tri thức dẫn lối. Giả dụ đọc kinh là phương pháp, bàn thờ trang nghiêm là phương tiện, cần thầy giỏi bạn tốt chỉ lối mong tiến tu. Tuy nhiên chư vị nên cẩn thận về phương tiện, kẻo rơi vào tu hình thức, rơi vào tu hướng ra ngoài. Giả dụ mong muốn có bàn thờ to, tượng Phật lớn, pháp khí trang nghiêm đầy đủ mới có thể tu, có như thế mới chịu tu, mới tinh tấn hành trì, đó chính là cách tu hướng ra ngoài. Hướng theo hình thức, không phải hướng vào bên trong, vì Phật học là nội học, là trí tuệ bát nhã. Bàn thờ, tượng Phật, pháp khí chỉ là phương tiện phụ trợ, là trợ nhân, không phải chánh nhân. Chánh nhân là tâm trí thành của ta, muốn tu sửa tâm tánh. Phương pháp tu sửa của Khai Toàn rất đơn giản: đọc sách thánh hiền, gặp thiện tri thức, nghe giảng kinh một ngày nhiều giờ. Khi chưa có tâm trí thành, không thể nghe giảng kinh. Khi công phu chưa đủ, năng lượng lành còn kém, thiện tri thức chẳng dễ gặp. Nghe, gặp, đọc là pháp hành, hành thiền là pháp quán. Cần siêng năng, cần thời gian, trong 3 năm sẽ đạt thành tựu. Phước, nghiệp, tu sửa. Phước là gì? Vì sao ai cũng muốn được phước? Nói về phước, có thể nói vô cùng tận. Giả dụ chạy xe máy ngoài đường, quá nắng quá nóng, có được bóng râm đứng mát, có được thêm chai nước lạnh xoa dịu cái khổ của thân, đó là phước. Tam phước lớn nhất của con người thường mong ước là phước tiền bạc, phước sức khỏe, phước trí tuệ. Vậy phước do đâu mà có? Vẫn là do nghiệp. Nghiệp là tạo tác, thói quen, kết quả. Một người học và hành 3 đến 5 năm một nghề, khi lập nghiệp sẽ thành thạo việc ấy. Sự là làm, nghiệp là kết quả, do chính mỗi người tạo trong quá khứ. Phước được thấy trong sinh thần bát tự, số mệnh vốn đã định sẵn. Dù cố gắng cách mấy, một người khó thay đổi số mệnh nếu không tu tập, vì có người bị chi phối bởi âm dương. Giả dụ mệnh một người không có tài khố, kho tiền tài trống rỗng, cuộc đời kiếm tiền rất khó khăn vất vả. Trong mệnh người có tiền tài, làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Cái phước tiền tài vốn có sẵn trong mệnh người dễ kiếm tiền từ đời trước. Từ nay về sau, chư vị cảm thấy kém phước nào, hãy tu pháp bố thí phước ấy. Khải Toàn là một minh chứng cho mệnh không có tài khố. Mệnh không có tiền, hãy tu tập bố thí tiền, từ một vài đồng, từ những điều rất nhỏ. Mệnh không có phước trí tuệ, hãy nói lời lành, nghe giảng kinh,
tu lục độ hạnh Bồ Tát. Muốn biết mình có trí tuệ hay chưa, hãy xem lại trong 3 năm qua có dễ sân giận, dễ phiền não. Nếu có, tức chưa thấy lẽ thật, tâm còn mê mờ vì thức thứ 7 còn chấp ngã. Bồ Tát hạnh. Người Việt chúng ta rất tôn kính Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta khi đau khổ thường khấn nguyện Bồ Tát cứu độ. Nghe nơi nào có Bồ Tát linh thiêng liền đến viếng thăm. Có bao giờ chư vị tự hỏi Bồ Tát tu hạnh gì để trở thành Bồ Tát, và có tự phát nguyện cho bản thân mình trở thành Bồ Tát? Trở thành Bồ Tát để cứu độ chính mình trước khi cứu người. Và nhiều vị nhầm tưởng Bồ Tát là vị Phật phát sáng ánh hào quang, không biết rằng Bồ Tát thị hiện giúp đỡ chúng ta trong nhiều hoàn cảnh. Trong kinh diễn giải, Bồ Tát thị hiện cùng quốc độ để giúp chúng ta, không thị hiện ở hình tướng quái lạ để mê muội chúng sinh. Bồ Tát phải thông suốt Phật Pháp, tức là nội minh. Bồ Tát phải thông hết các môn tâm lý học là ngoại minh. Biết cả y dược là y phương minh. Bồ Tát học các ngành nghề thật hay là công xảo minh, và cả giỏi ngoại ngữ là thanh minh. Sáu điều vừa nêu là ngũ minh. Bồ Tát đạt ngũ minh và cả lục độ mới có thể cứu độ. Trong sáu pháp tu, ba pháp đầu hoàn toàn chư vị có thể thành tựu là bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Người biết giữ giới luật ở mọi nơi mình sinh sống là người biết giữ mình. Dụng đạo làm người không dễ sa ngã. Người biết bố thí là người có tâm lượng rộng lớn, cho tiền, cho thức ăn, cho sự giúp đỡ là ngoại thí, cho tấm lòng cảm thông là nội thí. Tu hai hạnh trì giới và bố thí, hạnh nhẫn nhục sẽ dễ thành tựu. Mọi thành tựu bắt đầu từ nhẫn nhục. Không giữ giới và không mở lòng cho đi, không thể tu pháp nhẫn. Nhẫn với ai? Nhẫn với người, nhẫn với tự nhiên, nhẫn trên đường tu học. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục đã đạt thành tựu sẽ tiến lên ba pháp sau: tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chư vị hoàn toàn có thể tự mình trở thành Bồ Tát. Khổ, khổ tâm thân do si mê, do oán già nên sám hối. Không ai thoát khỏi cái khổ. Biết cái khổ từ đâu, biết phương pháp diệt khổ, hết khổ được vui. Bệnh khổ, nóng khổ, lạnh khổ, kẹt xe cũng khổ. Đây là những cái khổ của thân. Muốn không được thì khổ, có mất đi lại khổ. Con cái gia đình bất như ý cũng khổ. Mãi lo nghĩ về tiền bạc càng khổ. Đây là những cái khổ về tâm. Dù khổ tâm hay khổ thân đều do si mê. Si mê sinh vọng tưởng, si mê do so sánh. Si mê sẽ sanh tham. Tham tiền, tham danh, tham ái, tham được quyền chiều chuộng người thương. Tham không được như ý, sanh ra sân giận. Sân giận tạo nghiệp bất thiện, cứ như thế xây vừng. Do tạo nghiệp bất thiện trong vô lượng kiếp, đời này gặp bao oan trái, gặp cả ma chướng. Bước đầu phải biết sám hối, tiêu trừ nghiệp tội, thành tâm cầu xin những oán gia trái chủ không còn theo con trong vòng luân hồi. Thành tâm sám hối trước những oán gia, không bị ma chướng ngăn che, là bước đầu tiêu trừ nghiệp tội, giúp tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sẽ đoạn được khổ. Hành thiền sám hối, tâm thanh tịnh tìm lại Phật tánh. Ngồi thiền không thành Phật, nhưng thiền là một phương tiện không thể thiếu, nhất là những người sơ học. Không hành thiền, chư vị không thể nhận ra lỗi lầm. Không thấy lỗi lầm của mình, mãi thấy lỗi của người rồi tạo oán. Không thấy lỗi của mình sẽ không sám hối. Những oán gia trái chủ không buông tha luôn gây chướng ngại. Giả dụ chư vị mãi mê làm việc đến kiệt sức, đến khi dừng lại công việc, ngồi xuống hít thở nghỉ mệt,
chợt nhớ mình chưa ăn tối. Hành thiền cũng như thế, vì khi tâm thanh tịnh sẽ tìm lại chân tâm, trả lời cho câu hỏi ta đến với thế gian này vì điều gì, vì sao một đời vất vả vì ai. Chư vị hãy ngồi xuống nhắm mắt, hít vào đến một, thở ra đến hai. Chừng vài tháng tâm an trí sáng, thần khí tươi tốt, tạo năng lượng lành, thu hút bậc thiện tri thức. Vì thiện tri thức không thể kết giao với người khác tần số. Thiền có công năng kỳ diệu. Thiền là thần dược, trị cái tâm lao sao, tìm lại Phật tánh. Cái tánh vốn có chẳng sinh chẳng diệt. Phật tánh, chân lý, phá chấp. Có vị hỏi em, học Phật rồi sao còn xem phong thủy? Hay có người nói, nhà thờ Phật rồi sao còn thờ thần tài thổ địa? Dạ thưa, học Phật không nuôi sống gia đình. Học Phật hay phong thủy chỉ là phương tiện. Phật pháp dạy buông trong tâm, không phải buông bên ngoài. Nếu mọi người học Phật buông cả bên ngoài, bỏ công ăn việc làm, bỏ cả gia đình, thế thì Phật pháp có lỗi với chúng sinh. Chư vị nên nhớ, còn thấy lỗi của người là còn chắc sẽ không thấy lỗi của mình. Mục đích học Phật của chư vị là gì? Không có mục tiêu, không có phương hướng, sẽ không có địa chỉ và đích đến cụ thể của mình. Mãi phiền não trong chính tâm thân của mình. Người mới đến với đạo Phật, cầu Phật gia hộ, cầu tai qua nạn khỏi, cầu tai cầu tự, toàn là mong cầu. Mong cầu là hạt giống của phiền não. Pháp sư Tịnh Không dạy, cầu bên ngoài không bằng cầu tự tánh, không bằng cầu chính mình, tự mình thành tựu. Những vị sơ học, hãy xem Phật học là giáo học, giáo dục nhân quả, học dạy làm người, không nên đặt vấn đề tôn giáo. Vì nghe đến đạo Phật là làm cái này có tội, làm cái kia có tội, ai còn dám học nữa. Mục đích của học Phật là phá chấp, không còn chấp vào được mất, chấp vào tốt xấu. Để khai ngộ phá chấp, cần hành thiền, nghe giảng kinh, sẽ hiểu được chân lý, thấy được lẽ thật. Giả dụ, một người khen quần áo của tôi đẹp, túi xách của tôi đắt tiền. Cái đắt tiền nếu đặt cạnh một cái đắt tiền hơn, chẳng phải là thiệt. Cái đẹp lại do thức chuyển biến, không có cái nào có cái đẹp nào ổn định. Trong quyển sách Bước Đầu Học Phật, Hòa Thượng Thích Thanh Từ diễn giải về ba chân lý. Chân lý phổ biến, chân lý tương đối và chân lý tuyệt đối. Chân lý phổ biến bao gồm nhân quả và duyên sinh. Vạn vật từ nhân thành quả do duyên hợp thành. Đã do duyên sẽ không cố định, không mãi còn. Do con người si mê bản ngã, muốn thân mình mãi khỏe, tài sản mình mãi còn, chấp vào tài sản danh lợi và cái thân giả tạm này. Chân lý tương đối là sự so sánh đối đãi. Vì so sánh chấp vào được mất có không. Giả dụ đôi giày đẹp trị giá 5 triệu, cho là đắt và đẹp. Nếu đặt cạnh một đôi giày giá 20 triệu thì đôi kia chẳng phải kém hơn sao. Cuối cùng, chân lý tuyệt đối diễn giải về Phật tánh, về chân tâm, pháp thân. Có rất nhiều tên gọi về cái thể tánh vốn có của mỗi người. Dùng văn tự để diễn giải khá miễn cưỡng. Ví như tinh thần, ngón tay chỉ mặt trăng. Mặt trăng không nằm trên đầu ngón tay, hướng về ngón tay ta thấy được mặt trăng. Để tìm lại Phật tánh, chư vị dụng công tu tập. Đến lúc không còn chấp ngã, cái tánh ấy sẽ hiện tiền. Không còn chấp ngã, tâm an vui tự tại. Niềm an vui không cần điều kiện bên ngoài ban phát. Và đây là trang cuối của bộ lịch mặt sau. Giờ đây chỉ còn một vòng tròn tĩnh lặng. Tĩnh lặng và trống rỗng. Sự trống rỗng này tượng trưng cho vạn vật vốn như thế. Mọi sự so sánh phân biệt do tâm si mê vọng tưởng. Tu tập là một cuộc thi kéo co. Đường đời và ma chướng luôn ở thế mạnh. Không dễ gì thắng những con ma ấy.
Trong kinh Bát Đại Nhân Giác nêu về bốn con ma. Hai con ma bên trong là ngũ ấm ma và phiền não ma. Con ma bên ngoài là thiên ma, là những cám dỗ, những ngăn che, trong ngoài câu kết gây nhiễu loạn. Kinh Bát Đại Nhân Giác diễn giải tứ ma, con ma cuối cùng là tử ma, tức là có thân, có bệnh, có mất. Sẽ có một ngày ta rời cái thân trọ này. Nhà là trọ của thân, thân là quán trọ của thần thức. Cũng giống như ta đổi khách sạn trong chuyến du lịch của mình, dù có lưu luyến đến mấy, ta cũng sẽ rời đi. Biết sẽ có ngày như thế, ta nên có một sự chuẩn bị. Chuẩn bị tư trang và chọn cho mình một chuyến xe. Biết sẽ có ngày ta rời thân trọ này, không gì bằng nương vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật, mong Phật thương xót, tiếp nhận, nhiếp thọ và thành tựu. Được như thế cần điều kiện. Điều kiện đầu là tinh lý, tinh sự. Điều kiện sau là ta phải trở thành người thiện. Tinh lý, tinh sự là tin có phương Tây Cực Lạc, tin vào Phật A-di-đà. Tịnh độ là một pháp môn khó tin với người sơ học, ví như một đứa trẻ chẳng thể nào hiểu nổi câu nói của người lớn như là trưởng thành nhiều nỗi lo toan, khổ lắm con người. Tinh lý, tinh sự, tinh mình, tinh người, tinh nhân, tinh quả. Sáu niệm tinh này không khó nếu chư vị mỗi ngày dành vài giờ nghe giảng kinh trong nhiều năm, chỉ nghe một đến hai bộ. Nếu mỗi ngày chư vị chuyển tâm qua cầu A-di-đà Phật, nương vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật là lợi ích vô thượng diệu dụng. Phật hiệu dùng để cứu độ tất thảy chúng sanh. Thể Toàn cảm ơn chư vị đã xem, chúc chư vị tâm thân an lạc.